Xin kính chào khán giả trở lại với bản tin số 42 của Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một số các thông tin tin tức vừa mới diễn ra trong những ngày vừa qua. VinFast tuyển dụng nhiều nhân sự cấp cao của Tesla, BMW và các hãng xe lớn ở trên thế giới. Hyundai Santa Fe 2021 bị triều hồi tại Mỹ do lỗi rò rỉ xăng vô cùng nghiêm trọng. MG5 thế hệ thứ 2 ra mắt tại Thái Lan có thể sẽ sớm cập bến ở tại thị trường Việt Nam. Để đến với bản tin số 42, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để chúng ta nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Theo nguồn tin đến từ các trang báo nước ngoài thì VinFast đang rầm rộ tuyển dụng các nhân sự quản lý cấp cao từ các nhà sản xuất ô tô lớn như Tesla, BMW, Porsche, Toyota hay Nissan, qua đó hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu ô tô điện thông minh toàn cầu. Đáng chú ý ở trong đợt tuyển dụng lần này thì có vị trí giám đốc tăng trưởng VinFast ở Mỹ thuộc về ông Jimmy Snyder. Ông này có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc cho Tesla ở tại thị trường Mỹ và từng giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao, trong đó có cả chức vụ giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu từ tháng 5 2017 tới tháng 8 năm 2018. Bên cạnh đó còn có nhân sự khác rất đáng chú ý trong đợt tuyển chọn này, đó là giám đốc dịch vụ xe điện VinFast tại Mỹ, Eric Bender. Ông cũng đã từng là nhân sự lâu năm của Tesla. Cụ thể, ông Bender làm việc cho Tesla trong giai đoạn từ 2010 tới 2018 và giữ các vị trí cố vấn, phân tích và quản trị. Trong đó thì VinFast Mỹ cũng đã đăng tải rất nhiều những cái thông tin tuyển dụng nhiều vị trí trong thời gian gần đây, ví dụ như là kế toán trưởng, giám đốc phụ trách chính sách giá ô tô. Cá nhân mình cho rằng để tuyển được một nhân sự có trình độ cao và có tầm nhìn sâu rộng không phải là chuyện đơn giản. Có thể các bạn chưa biết, ngoài thị trường mua bán, đầu tư luôn luôn được diễn ra hết sức khốc liệt, mà trong số đó có cả thị trường tuyển dụng lao động có trình độ cao cũng không hề kém cạnh một chút nào. Bởi vì tuyển được một người giỏi là doanh nghiệp đã có thể gánh được hàng nghìn người có trình độ tầm thấp rồi. Các cụ ngày xưa đã có câu một người lo bằng kho người làm, câu châm ngôn tục ngữ đó quả không sai một chút nào. Cũng ở tại thị trường Mỹ nhưng không phải liên quan tới vấn đề tuyển dụng nhân sự, mà là một vụ việc hết sức đau đầu với hãng xe đến từ Hàn Quốc. Hyundai Santa Fe 2021 vừa mới ra mắt trong thời gian vừa rồi đã phải triệu hồi do lỗi rò rỉ xăng vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt trong số này có khoảng 30.000 xe sử dụng động cơ mới sản xuất tại nhà máy của Hyundai đặt tại bang Alabama, Mỹ. Theo văn bản của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ, đường dẫn nhiên liệu từ bơm xăng cao áp đến hệ thống kim phun đã được lắp đặt không đúng tiêu chuẩn. Vấn đề này có thể khiến xăng bị rò rỉ bên trong khoang động cơ, dẫn đến nguy cơ cháy nổ và gây nguy hiểm cho khách hàng. Hyundai và Kia Bắc Mỹ cho biết chưa ghi nhận sự cố nào liên quan tới vấn đề kỹ thuật này. Hãng xe Hàn Quốc sẽ tiếp nhận và sửa chữa miễn phí cho tất cả các model chịu ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này. Trong năm 2020 thì Hyundai và Kia đã gặp hàng loạt các rắc rối liên quan đến lỗi sản phẩm. Đầu năm trước thì Hyundai Elantra đời 2006 tới năm 2011 và Elantra Touring đời 2007 tới 2011 được triệu hồi vì đoạn mạch phụ điều khiển ABS gây nguy cơ bị cháy nổ. Đến tháng 9 năm 2020 thì gần 600.000 xe Hyundai và Kia đời 2013 tới 2015 bị mắc sự cố rò rỉ dầu phanh trong bộ điều khiển thủy lực của hệ thống chống bó cứng phanh. Vào tháng 11, Hyundai đã phải đóng khoản tiền phạt lên tới 54 triệu USD vì lỗi động cơ trên Sonata và Santa Fe bán ra tại thị trường Bắc Mỹ trong giai đoạn từ 2011 tới 2014. Tại thị trường Việt Nam thì Hyundai Santa Fe 2021 được trang bị khối động cơ 2.5 lít nhưng là loại hút khí tự nhiên, khác với phiên bản xăng tăng áp bị triệu hồi ở tại thị trường Mỹ. Cá nhân mình thì cho rằng việc triệu hồi đối với các hãng xe thì nó đúng là nhiều như cơm bữa luôn. Lý do là ô tô nó có hàng nghìn chi tiết để lắp ráp và cấu thành sản phẩm. Chính vì vậy mà một chi tiết bị lỗi là việc hết sức bình thường. Cái quan trọng nhất đó là nhà sản xuất họ xử lý sự việc đó ra làm sao mà thôi. Ở tại thị trường Mỹ thì không thể lơ mơ và chối cãi được rồi, vì luật pháp Mỹ rất nghiêm khắc và công bằng. Không như ở thị trường nước ta, xe bị lỗi túi khí đùng đùng ra đấy bao nhiêu năm cũng chả ai dám đứng ra lên tiếng, cuối cùng thì chỉ khổ dân đen mà thôi. MG5 thế hệ thứ 2 vừa mới được ra mắt tại thị trường Thái Lan với 3 phiên bản, giá bán dao động từ 17.027 USD tới 20.987 USD, tương đương với khoảng 391 triệu tới 450 triệu đồng tiền Việt. Các điểm nổi bật ở phần đầu phải kể tới những chi tiết như là phần lưới tản nhiệt được sử dụng họa tiết 3D trông rất là sang chảnh, kết hợp với phần hốc hút gió phía bên dưới được sử dụng là các chi tiết những lỗ tổ ong. Phía bên trên nắp capo xe được đẽo vọt dốc xuống phần đầu rất là nhiều, tạo nên một cái không khí rất là thể thao. Bên cạnh đó thì phần cụm đèn chiếu sáng được sử dụng dạng LED cũng được thiết kế trông rất hiếu chiến, phù hợp với tổng quan thiết kế ở phần đầu xe.
Ở phía thân xe thì MG5 được trang bị một bộ la răng kích cỡ là 17 inch phay xước, nhìn cảm giác rất là nam tính và mang nhiều phong cách trẻ. Tiếp đến ở phần đuôi xe thì mẫu xe này có một cái phong cách thiết kế rất ưng mắt với rất nhiều những đường nét phức tạp cầu kỳ. Đặc biệt phải nhắc tới đó là cụm đèn hậu LED, sử dụng những đồ họa sợi quang trông rất là cuốn hút. Trong khi đó thì khuếch tán gió phía dưới được sơn đen kết hợp với ống mô đôi tạo nên một cái phong cách phải nói rằng là khó thể chê vào đâu được. Kích thước dài rộng cao của MG5 lần lượt là 4675mm x 1842mm và 1480mm. Chiều dài trục cơ sở đạt 2680mm. Kích thước và thiết kế bên ngoài của MG5 gần giống với mẫu Honda Civic với kiểu dáng coupe được vuốt dài từ đầu đến đuôi xe. Thiết kế bên ngoài tôi cho rằng đã xuất sắc rồi, nhưng khi vào bên trong xe các bạn sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ với sự trau chuốt mà MG đem lại cho mẫu xe này. Không khí hiện đại và có rất nhiều những điểm nhấn, ví dụ như là các phần cửa gió điều hòa hai bên được thiết kế bằng các hình lục giác giống với những mẫu xe thể thao của Ý. Phần tablo xe được sử dụng ngôn ngữ tạo hình rất điệu đà, kết hợp với một cái tông màu đỏ được sử dụng ở bên trên ghế, khiến cho tổng quan ở bên trong nội thất xe rất hài hòa. Bên trong cabin cũng có rất nhiều những trang bị tiêu chuẩn tốt hơn thế hệ đầu tiên, như là cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình trung tâm giải trí 10 inch có tương thích với Apple CarPlay và Android Auto. Xe được trang bị vô lăng đa chức năng, điều chỉnh 3 chế độ cân bằng, gương chiếu hậu chống chói, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, hệ thống điều hòa tự động chức năng lọc bụi PM2.5. Ngoài ra thì MG5 còn được trang bị camera 360 độ với chế độ hiển thị 3D, phanh tay điện tử, chìa khóa thông minh có chức năng để nổ từ xa. Sức mạnh của mẫu xe này đến từ khối động cơ 4 xi lanh 1.5 lít sản sinh ra công suất khoảng 114 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 150 Nm, kết hợp với cụm hộp số CVT giả lập 8 cấp số. Cá nhân mình khi mà đọc qua cái thông số kỹ thuật về khả năng vận hành của mẫu xe này thì mình cảm thấy tương đối là thất vọng, vì khối động cơ này chỉ ngang ngửa so với dòng xe sedan hạng B mà thôi. Trong khi đó chiếc xe này lại mang trong mình cái bóc dáng của mẫu xe hạng C. Với khối động cơ 1.5 lít sản sinh ra khoảng 114 mã lực như thế này thì chúng ta sẽ không mong chờ vào một cái khả năng vận hành vui vẻ và dư dả, mà thay vào đó sẽ là rất đuối và yếu ớt. Do vậy thì ngoài được trang bị những công nghệ an toàn cơ bản như ABS, EBD, ESP, hỗ trợ cửa hành ngang dốc, xe còn được trang bị những option rất đáng chú ý như là kiểm soát hành trình, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, hệ thống visa điện tử, hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm phía sau. Vừa rồi là bản tin news số 42 của Auto Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.